Thưa quý vị, xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Thời gian qua, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ. Nhất quán mục tiêu phát triển đảng luôn song hành giữa chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng. Quận ủy Ngũ Hành Sơn triển khai và quán triệt kịp thời các nghị quyết, văn bản, hướng dẫn cụ thể đến các chi đảng bộ trực thuộc. Cùng với tập trung các giải pháp phát triển và xây dựng tổ chức đảng vững mạnh từ cơ sở, bồi dưỡng các cá nhân tích cực trong các phong trào thi đua, tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nên thế hệ đảng viên nhiệt huyết, năng động. Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn cũng tập trung đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị khóa 8 trong tình hình mới, tăng cường phát triển tổ chức đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Và năm 2021 cũng đã quyết định thành lập được một cái chi bộ ở doanh nghiệp của khu vực nước với tổng số là 5 đảng viên. Bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện thêm nữa về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên cho doanh nghiệp. Thì qua 3 tháng đầu năm 2023 cũng phát triển được là 2 đảng viên. Để giải quyết bài toán khó của nhiều tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là các chi bộ khu dân cư tại nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng thiếu nguồn phát triển đảng viên, Quận ủy đã chỉ đạo đảng ủy các phường tăng cường các giải pháp, đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt, tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp, thu hút bồi dưỡng các quần chúng ưu tú. Khu vực Đà Nẵng Tây Ba chúng tôi là tạo nguồn những quần chúng ưu tú tham gia các phong trào địa phương như là tổ phó dân phố, bí thư đoàn thanh niên. Các quần chúng đó tham gia nhiều khuyết các phong trào địa phương. Với những giải pháp đồng bộ được triển khai, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Ngũ Hành Sơn ghi nhận những chuyển biến tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã kết nạp 196 đảng viên mới, đạt hơn 113% chỉ tiêu nghị quyết đề ra hàng năm. Thời gian đấy, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn lãnh đạo, chỉ đạo các chi đảng bộ thường xuyên rà soát, nắm chắc nguồn lực của quần chúng ở địa phương, cơ quan đơn vị, làm tốt công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng và xây dựng kế hoạch tạo nguồn, lựa chọn quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn, tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng để kết nạp đảng viên, đo kết quả, đảm bảo chất lượng và số lượng. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, cùng với các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã, đang và tiếp tục nỗ lực cho chặng đường đầy vinh quang, phấn đấu xây dựng tổ chức đảng ngày một vững mạnh. Từ đó, từng bước đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ đảng viên vừa hồng vừa chuyên, góp phần cùng địa phương xây dựng thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Ngũ Hành Sơn nói riêng ngày một giàu đẹp, văn minh.